Đời bạn, bạn không sống, ai sống hồn của tác giả Kayuko Watanabe. Chương 3, nét đẹp của tuổi già. Bắt được vần hào quang của thứ đồ bạc lâu năm, vần hào quang của tuổi già. Sakumara Shimin là nhà thơ xuất thân từ vùng Shikoku. Khi hơn 80 tuổi, ông đã ngâm một bài thơ: tuổi già là khi hiểu những điều đẹp đẽ từng chẳng hay biết, mà tuổi già là giả từ quyết liệt, giống như nhành liễu rủ cúi nhẹ đầu trước thiên nhiên. Từ xấu lão dù để biểu thị trong trường hợp nào đi chăng nữa cũng có nghĩa chỉ sự xấu xí, sự yếu đuối của người có tuổi. Thực sự là một cách nghĩ đáng buồn thay, đặc biệt ở xã hội Nhật Bản hiện nay, trong cái thế giới áp đặt những mong muốn về sự mạnh mẽ và những gì tốt đẹp ở tuổi trẻ, người ta lại có khuynh hướng khinh thường những gì già lão. Thực sự là một tổn thất rất lớn về giá trị tinh thần. Tôi cũng vậy, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đến tuổi hơn 85. Không giống như nhà thơ Sakamura Shimin, tôi thực sự chẳng tìm thấy được điều gì tốt đẹp khi về già. Tuy nhiên, quả thực rằng thời trẻ, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tâm hồn mình bị đè nặng bởi thứ suy nghĩ ấy. Trong cái ngày định mệnh năm ấy, thứ cảm xúc, dù chỉ sống thêm được ngày hôm nay thôi cũng đã biết ơn vô cùng, đã ngắm sâu cứa buốt cơ thể tôi. Cho dù tới phút chót, những thứ tôi có thể làm thì đã không làm, và tuy nói rằng mình ghét bản ngã yếu đuối của mình, nhưng sự khiêm nhường cúi đầu trước kẻ khác từ lúc nào đã ăn sâu vào trong máu thịt. Tuy trong lòng luôn sôi sục những cảm xúc tiếc nuối và hạ mình như vậy, nhưng có thể điều đó sẽ trở thành vầng hào quang của tôi. Khi bạn còn nắm trong tay tuổi trẻ thì bạn sẽ không biết trân trọng sức sống lấp lánh trải trong huyết quản. Nhưng cuộc sống kéo dài mang những chất chồng tích lại trên vai bạn, điều đó giống như vết oxy hóa trên món đồ bạn vậy. Nếu bạn đánh mất đi cái này, bạn sẽ có lại một thứ khác. Khi còn trẻ, bạn không đủ năng lực để làm những gì mình mong muốn. Nếu như không có sự đau đớn ấy, bạn sẽ không tạo ra được những tiến bộ mới cho bản thân. Hôm nay tuổi trẻ của bạn sẽ không quay trở lại. Chính vì thế, hãy cùng sống cái ngày mà chúng ta gọi là hôm nay ấy như ngày hôm nay nhất, tỏa sáng nhất trong những ngày tuổi trẻ. Đây chính là một trong những thách thức được trao cho tuổi già. Hãy sống mỗi ngày với tâm niệm, đây là ngày trẻ trung nhất của cuộc đời tôi. Già đi không phải là một chuyện đáng buồn. Hãy thử thách mình với điều gì đó mới mẻ mỗi ngày và luôn sống với thái độ tỏa sáng. Những điều mà chỉ khi có tuổi bạn mới học được. Tuổi tác là tài sản của tôi. Tôi nghĩ không ai muốn mình nhìn thấy bản thân mình mỗi năm là già đi. Nhưng chính thời gian đó, tôi đã gặp được một câu nói như thế này: đừng tước đi tuổi tác vì đó chính là tài sản của tôi. Sau khi biết đến câu nói đó, trong trái tim tôi bám rễ nảy mầm một ý nghĩ rằng tôi muốn thêm những năm tuổi như tích lũy thêm tài sản. Hơn nữa, tôi phải sống là chính mình, để thời gian trôi qua có ý nghĩa. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình phải trưởng thành hơn. Nói cách khác, tôi buộc phải nhận ra và thay đổi. Dù cho cơ thể đã ngừng lớn lên, nhưng sự trưởng thành về mặt tinh thần không hề có điểm dừng, và đó là điều ta nên làm. Có thể nói, trong trường hợp này, việc phát triển sẽ có ý nghĩa tốt hơn nhiều nếu không chỉ dài ra về mặt thể xác mà còn chín mùi về độ trưởng thành. Cắt bỏ đi những cành lá rườm rà không cần thiết, cơ thể trở nên thảnh thơi nhẹ bẫng. Hãy vứt bỏ hết tất cả chấp niệm cũng như những lưu luyến, lắng tai nghe những lời nói từ người khác một cách khiêm tốn. Đó chính là bước quan trọng để tiến tới sự chín mùi trong tâm hồn. Một trong những điều tôi học được khi đã có tuổi đó là trên thế giới này chẳng có chuyện gì xảy ra theo đúng như chúng ta mong muốn. Mỗi con người là một cá thể khác nhau. Quan trọng là chúng ta phải biết bỏ qua sự khác biệt mà cùng nhau sống, tha thứ và hợp tác. Hơn nữa, trong tất cả những điều ấy, ta phải nhận ra được tình yêu trong công việc đang làm. Và nếu như bạn có thể sống mỗi ngày mà không quên cảm tạ, cầu nguyện và hạnh phúc, bạn sẽ trưởng thành không bị hoang mang. Mỗi một tuổi thêm vào sẽ trở thành tài sản quý báu bạn tích lũy được. Dù là sự trưởng thành hay sự chín chắn thì cũng đều bắt nguồn từ nỗi đau. Bởi bạn phải chiến đấu với chính mình và tìm kiếm một dấu chấm hết cho bản ngã của mình. Hạt lúa mì nào cũng như nhau, nhưng chỉ khi nó chín buông mình rơi vào mặt đất thì mới có thể hình thành những sinh mệnh mới. Và cũng chính vì vậy mà bản thân nó mới có thể tiếp tục tồn tại trong những sinh mệnh mới ấy.
Khi sinh mệnh kết thúc thì di sản chúng ta để lại cho cuộc đời không phải là thứ chúng ta thu gom cho mình, mà là những gì ta đã cho đi. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình đang trải qua những ngày còn lại của cuộc đời để có thể truyền lại điều gì đó cho những người sau. Khi kết thúc sinh mệnh thì di sản chúng ta để lại cho cuộc đời không phải là thứ chúng ta thu gom được, mà là thứ những gì ta đã cho đi. Con người dù ở độ tuổi nào cũng đều có thể đạt được độ chín mùi về tinh thần. Sự khiêm tốn chính là minh chứng của việc trưởng thành. Cảm tạ những phút lành trước giờ đã đến với tôi. Suy nghĩ về dòng thác cuộc đời. Theo từ điển của Chien, từ lại có rất nhiều nghĩa. Ví dụ như trong từ thiển lại có nghĩa là con lạch nông đến mức có thể đi bộ được vượt qua. Tảo lại có nghĩa là con lạch có dòng chảy xiết. Trong thời điểm cuối năm, thật thú vị khi nghĩ tới hình ảnh buổi giao thời, một dấu mốc của sự chuyển giao từ năm này qua năm khác. Khi nói đến cuối năm, một trong những hình ảnh khiến tôi liên tưởng tới chính là tiếng chuông của đêm giao thừa. Nó gợi cho tôi về dấu mốc của năm cũ đã qua đi, năm mới đã tới. Hơn nữa, cho dù thời điểm ấy có rất nhiều thứ tôi chưa thể hoàn thành được, trong 12 tháng gọi nhau là thầy trò ấy, lúc nào cũng bận rộn chạy qua những vị sư phụ điềm tĩnh và biểu hiện vô cùng bận rộn. Kéo theo sự thay đổi về sự cấu thành trong gia đình, hai phương thức sinh hoạt đã từng có một thời. Khi đến ngày giao thừa, mọi người cùng nhau làm lễ tổng vệ sinh nhà cửa, cùng ăn những món ăn năm mới. Những việc đó đã bị tối giản hóa và làm qua lo hết mức để được giải phóng khỏi sự bận rộn. Khi mới bắt đầu gia nhập Thiên Chúa Giáo, tôi đã ngay lập tức bị gửi đến một tu viện tại Mỹ. Nhưng khi đón năm mới đầu tiên tại đó, tôi đã được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời chưa từng được trải qua. 3 ngày cuối năm là những ngày tĩnh tu tôi đã trải qua trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Ngày đầu tiên tôi dành để kiểm điểm lại mình trong khoảng thời gian 1 năm qua. Ngày thứ hai để dành cho những ý nghĩ cảm tạ về những điều mà tôi đã nhận được trong 1 năm qua. Và sau đó, ngày thứ ba là để dành cho những quyết định trải nghiệm của năm tiếp theo sẽ như thế nào. Ở cái thời điểm mà bạn gọi là điểm dừng, đây là một nội dung thích hợp cho việc trải qua thời điểm cuối năm. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho những ai bị lạc trong những bận rộn thường ngày giờ có thể tìm lại bản ngã của mình. Những người như chúng tôi không biết từ khi nào đã rất chào đón cái thời khắc điểm dừng khi tới thềm năm mới. Chúng ta chuẩn bị cho năm mới mà không biết lúc nào nó sẽ ghé thăm, cầu nguyện cho sự tha thứ và tối giản mỗi ngày. Việc cảm tạ tất cả vào mỗi ngày mà không phải chỉ vào thời khắc năm mới, đó mới rất đáng để suy tưởng. Trước thềm năm mới là một dấu mốc to lớn, đó là cơ hội để bạn tìm ra nội tại của bản thân trong tâm hồn thanh tịnh. Thềm năm mới là dấu mốc thời gian bạn nhìn lại 1 năm cũ đã qua. Hãy chào đón bậc thềm trong cuộc đời ấy bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc. Hãy làm bạn với cái tôi yếu đuối nhút nhát, không cúi đầu trước tuổi già. Vài năm trước đây, tôi mắc căn bệnh collagen và phải trị liệu. Tác dụng phụ của loại thuốc chữa trị bệnh ấy khiến tôi mắc chứng loãng xương, đốt sống ngực số 8 và số 9 bị tàn phá, cuối cùng thì đốt xương thứ 11 cũng mắc nốt. Đây chính là loại bệnh khiến bạn không thể ngồi dậy khỏi giường được. Rồi cũng tới lúc tôi gần như có thể bước đi, tuy nhiên chiều cao của tôi so với trước đây đã thấp hơn 14cm, cho dù có già thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Nhưng nỗi đau thực sự đó khi cơ thể không còn nghe theo sự kiểm soát của chính mình. Vì không thể cầm được vận nặng nên không còn cách nào khác, những người xung quanh phải mang giúp tôi. Những việc từ trước đến nay có thể tự làm thì giờ đã trở nên bất khả thi. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào để đối diện với sự yếu ớt vô dụng này. Khi còn trẻ, con người có rất nhiều thứ ngoài việc có được sức khỏe thân thể là điều đương nhiên. Kể cả khí lực và vẻ đẹp ngoại hình cũng lấp lánh tỏa sáng. Chỉ cần có thứ sức mạnh rung chuyển ấy thì dù có là chuyện khổ não thế lớn bé thế nào cũng có thể biến đi trong chớp mắt. Tuy nhiên, tuổi trẻ ấy không tồn tại vĩnh viễn. Cơ thể tráng kiện cuối cùng cũng mắc bệnh. Làn da tươi tắn sẽ khắc những nếp nhăn hằn sâu chằng chịt. Nhưng than thở chẳng làm thay đổi được điều gì. Nếu như lời than thở có thể làm mọi chuyện tốt lên, có than bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên, lời than thở ấy chỉ làm cho sự đau khổ của chúng ta lớn hơn mà thôi.
Tôi luôn nghĩ đến nỗi đau cũng giống như lòng ghen tị. Ban đầu chỉ là một nỗi buồn nhỏ bé, nhưng nếu ta càng chú mục vào nó, dần dần, giống như khi nặng hình người tuyết, nó sẽ khoác lên mình hình dáng thật. Và khi đã lăn xuống dốc thì từ mỗi cục nỗi đau biến thành hợp tan sự đau khổ tới mức bạn không biết nên làm gì với nó. Trước khi điều đó xảy ra, hãy nhận định lại bản thân mình một cách khách quan. Bạn mắc thứ mà từ trước tới nay mình luôn có, đó là điều làm bạn đau khổ. Hãy đưa mình đối diện với con người yếu đuối trong bạn, từ đó chấp nhận làm quen với nó và tiếp tục sống. Xung quanh bạn có rất nhiều người, tuy vậy người ở cạnh bạn suốt 20 năm từ... Mình xin lỗi, xung quanh bạn có rất nhiều người, tuy vậy người ở cạnh bạn suốt 24 giờ chỉ có chính bạn mà thôi. Bạn không thể ghét bỏ nó, thay vào đó hãy trân trọng bản thân hơn nữa và một ngày nào đó biến những nỗi đau khổ quay quanh bạn thành những ý nghĩ ấm áp và yêu thương. Dù cho có than thở về thất bại, điều đó cũng không giúp bạn tiến lên phía trước được. Hãy trân trọng con người đang chìm trong đau khổ của mình. Sự than vãn cũng giống như nỗi đau hay sự ghen tị có đen dáng hình của một cục tuyết. Hãy yêu thương bản thân đang vật lộn trong đau khổ. Bước chậm để tìm ra tia sáng hy vọng, đối diện với nỗi đau. Luôn có một nơi tập hợp những người đồng cảm với những người mang những nỗi đau giống mình. Ví dụ như người mắc ung thư sẽ tập hợp lại cùng nhau, hoặc bạn bè của những người tự sát sẽ ngồi lại và cùng trò chuyện. Tôi nghĩ đây thực sự là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không muốn bị người khác biết được nỗi đau mình đang mang một chút nào. Với những người bệnh ung thư kia cũng vậy. Bệnh tình mỗi người mỗi khác, tuổi tác cũng có sự khác biệt. Hơn nữa môi trường sống cũng khác nhau. Dù cho điều giống nhau duy nhất là nửa kia đã mất, nhưng những việc mà vợ chồng họ trải qua hoàn toàn khác nhau. Điều đó có nghĩa là mỗi người có một cách đau khổ riêng. Chính vì vậy, dù có mở lòng đến thế nào thì người khác cũng không thể hiểu được toàn bộ những gì bạn đã trải qua. Và ngay cả những điều họ đã trải lòng với bạn, cũng có lúc bạn băn khoăn tự hỏi rằng biết làm thế nào khi bản thân bạn cũng không thể hiểu hết họ. Kết quả tôi nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình đối diện với nỗi đau của bản thân. Hơn nữa, nỗi đau không thể nói rằng bằng lời nói nên được giữ lại cho riêng bạn cho tới khi bạn xuống mồ. Đó chẳng phải cũng là một cách sống hay sao? Trong cuộc đời, con người đến lúc chết cũng chẳng thể trốn chạy được nỗi đau. Có nhiều nỗi đau lớn nhỏ khác nhau, có những điều mà thời gian có thể giải quyết được, nhưng cũng có những điều mà với thời gian chúng trở nên trầm trọng hơn. Nhưng cho dù là như vậy, con người vẫn không ngừng tiếp tục sống. Dù trong tuyệt vọng, loài người vẫn kiếm tìm một tia sáng và buộc mình phải tiến đến ngày mai. Vì thế tôi thường tặng cho các sinh viên tốt nghiệp ở trường Notre Dame Sissin một câu nói: không có thử thách nào cuộc đời dành cho các con là vô ích. Với bất kỳ nỗi đau nào, chắc chắn cuộc đời này đã chuẩn bị sẵn thử thách để luyện rèn sức chịu đựng, khả năng nhẫn nại và một con đường lui cho chúng ta. Tôi tin tưởng điều đó. Tạo hóa chắc chắn sẽ không trao cho các bạn một thử thách vô nghĩa. Nỗi đau là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù như vậy, cuộc đời này cũng sẽ thử thách sức chịu đựng của bạn và chuẩn bị sẵn cho bạn một đường lui. Cơ hội cho tuổi già, người sâu sắc. Mẹ sinh ra tôi năm bà 44 tuổi. Tới khi tôi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, bà cũng đã qua tuổi 65. Chuyện của tuổi 60 phải để tới khi 60 tuổi mới hiểu được con à. Những lời nói đó của mẹ không biết vô tình hay cứ vang mãi trong tôi. Vì con gái, mỗi sáng mẹ bắt tôi ăn bữa sáng rồi mới tiễn tôi đi làm. Chạng vạng 7 giờ tối mới quay trở về, mẹ đều làm bữa tối muộn và chờ tôi. Mẹ luôn ở nhà một mình Mẹ luôn ở nhà một mình, vò vỏ vào ban ngày. Chắc hẳn bà đã cô đơn lắm. Chắc hẳn bà cũng có những ngày bị đau hông. Tại sao tôi lại không thể chăm sóc, đối xử với mẹ dịu dàng hơn? Có câu nói, không thể đắp chân lên mộ. Cho đến giờ, khi đã hơn 25 năm trôi qua, tôi bằng tuổi mẹ hồi ấy rồi, vẫn luôn cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi với bà. Phó mặc mẹ cho vợ chồng anh chị. Tôi gia nhập tu viện khi gần 30 tuổi, ngay lập tức được phái đi Mỹ 5 năm liền và đến khi trở về lại được phái đến một nơi rất xa, Tokyo là Okayama. Những năm sau đó, trong tuổi 36 non trẻ, tôi lãnh trách nhiệm làm hiệu trưởng một trường đại học hệ 4 năm ở đó. Từ ngày đó đến hơn 40 năm sau,
Tôi quanh quẩn trong vòng vôi công việc bận rộn từ làm hiệu trưởng, trưởng phòng, ủy viên quản trị đến làm giáo viên dạy học. Nhưng có một suy nghĩ tôi luôn thầm giấu kín. Nếu như lấy lại được thời gian đã trôi qua, tôi muốn đọc và dịch sách. Tuy nói vậy nhưng việc lấy lại số tuổi ấy là điều không thể xảy ra. Cho đến bây giờ, việc mà tôi muốn làm thường hoặc không thể làm được, hoặc là dù có làm cũng rất mất thời gian. Vật mà tôi được tạo ra cho đến năm 85 tuổi là sự hao mòn. Dù nói vậy nhưng cuốn sách ấy cũng chẳng bán được mấy. Kết quả của bệnh tật đó là sống lưng của tôi gù đi và thấp xuống. Các động tác đương nhiên cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Tôi luôn nhìn theo những dáng vẻ nhanh nhẹn của những người trẻ tuổi lên xuống bậc thang ở ga tàu điện, hay phong thái của những cô gái thon thoát bước đi trên những đôi giày cao gót và nghĩ, ngày xưa mình cũng như vậy. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho những năm tháng tuổi già hằn lên cơ thể tôi. Trong sự già đi ấy, công việc quan trọng nhất chính là nhận ra được rằng mình chấp nhận bản thân đang dần trở nên vô dụng và trân trọng nó. Tôi đã biến nó thành bài giảng thực tiễn cho sinh viên với tiêu đề Sự tự chấp nhận. Những điều mình đã làm cho bản thân sẽ trở thành những điều bản thân mình nhận được, và sự khiêm tốn sẽ trở nên cần thiết. Ngoài ra, già đi không phải chỉ toàn mang đến đau khổ. Theo một cách riêng, chính nó cũng đem đến những phúc lành, khi những yếu tố như thời gian, thể lực hay khí lực, tinh thần mà bạn đang sở hữu bị giảm đi. Đừng bị choáng váng không biết nên làm gì. Điều thực sự quan trọng cần làm chính là chọn lọc trong điều đó là những gì cần thiết với bạn. Theo cách đó, việc bạn già đi sẽ mang nhiều cơ hội để làm cuộc sống của bạn trở nên độc đáo hơn. Kể cả trong mối quan hệ giữa người với người, lượng từ từ cũng chuyển sang chất. Nhà thơ Sakamura Shimin có một bài thơ Nếu mùa đông đến, mà hình ảnh mùa đông trong bài thơ có ám chỉ đến mùa đông của đời người, thời kỳ tuổi cao sức yếu. Thật tốt nếu bạn dành thời gian đọc thử nó. Nếu mùa đông đến, tôi sẽ chỉ nghĩ đến mùa đông. Nếu như mùa đông không kéo dài vĩnh viễn, tôi sẽ tiếp tục tiến lên, lay động linh hồn của mùa đông. Tôi muốn lay động sinh mệnh của mùa đông. Nếu mùa đông đến, tôi sẽ chỉ chờ đợi mùa đông. Nhưng khi kiếm tìm hoặc khi buồn đau, tôi sẽ hiểu được sự yên bình. Bài thơ như trói buộc mùa đông là kho báu mà một người cô độc như tôi được ban tặng, giống như đã nói lên được nỗi lòng của tôi hiện tại. Tôi không tiếc nuối những mùa đã trôi qua, cũng không phải cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông bị xua đi bởi lò sưởi ấm rực đắp lên mình chiếc chăn rơm, tôi sẽ làm rung động cả linh hồn, cả sinh mệnh của mùa đông. Nếu sống như vậy, không thể phủ nhận rằng tới lúc nào đó, linh hồn của một kẻ cô độc như tôi sẽ tiếp tục trở nên phong phú và giàu có hơn. Tuổi già là cơ hội để thể hiện bản sắc cá nhân. Tuổi già không phải là toàn chuyện đau khổ. Hãy biến những mối quan hệ giữa người với người từ lượng thành chất và có thể làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. Con đường nhất định sẽ mở ra, lầm lạc. Xoài sợ mãi cuối cùng cũng sinh rồi. Khuôn mặt sáng bừng của cô sinh viên tốt nghiệp khi ôm đứa bé còn đỏ hỏn và thông báo tin vui chính là khuôn mặt nhìn thấy được ở những người đã từng trải qua như thăng trầm đau khổ. Trong đó, biểu hiện của cô cũng đã trưởng thành. Đó là vẻ đẹp của người đã chống lại những áp lực khuyên phá thai từ người xung quanh. Bởi nếu sinh con thì từ đó là phát sinh ra nhiều chi phí kinh tế cần gánh vác, biết bao nhiêu suy tính vất vả và sự khó khăn giữa hai việc nuôi con hay đi làm. Cuối cùng, người con gái ấy đã chọn bảo vệ sinh mệnh đang mang trong bụng. Trong những bài giảng, sư đã bảo rằng cuộc đời sẽ không cho chúng ta những thử thách vô ích, đúng không ạ? Em chợt nghĩ quả là như vậy thật, và bằng cách nào đó em sẽ vượt qua. Cô vừa nói vừa cười với đứa bé trong tay mình. Cho cô bế một chút, tôi nói, và khi ôm đứa trẻ tôi cầu nguyện, thưa Đức Mẹ Maria, xin người hãy khen ngợi cô gái này bởi những lầm lạc cô đã trải qua cũng như sự quyết đoán của cô, và hãy bảo vệ cho sinh mệnh nhỏ bé này. Trong cuộc đời mà chúng ta, việc bị lạc lối chẳng phải cũng là điều tốt lành sao? Có rất nhiều cách để bị lạc, từ những việc nhỏ như hôm nay ta nên mặc gì đến những việc lớn hơn khi ta đứng giữa bờ vực sống chết. Việc chúng ta bị lạc đường cũng là một trong những phúc lành. Đối với những con người lầm lạc trong trại tập trung của quân đội phát xít, họ đã không được tha thứ cho lỗi lầm của họ. Tất cả đã bị cưỡng chế đe dọa đến tính mạng kẻ khác. Con người không có sự chọn lựa để tự do, hoặc có thể nói họ đã bị tước đi đoạt quyền cái sự tự do đi lạc của chính mình. Khi bạn lạc lối và không biết nên làm gì, hãy viết ra những điểm cộng và điểm trừ nếu bạn làm việc đó. Và hãy ra quyết định
Dựa trên sức nặng của từng sự lựa chọn đó, một vị cha cố người Mỹ đã chỉ dạy cho một kẻ cần lựa chọn giữa kết hôn và cuộc sống tu hành như tôi đây rất nhiều điều. Cô bé sinh viên kia đã quyết tâm sinh ra đứa con của mình và vẫn nhớ được lời giảng từ thời còn đi học trên giảng đường. Tất cả những điều này được thêm vào một điểm cộng, hơn cả điều lớn lao tuyệt vời đó là được cuộc đời che chở và bảo vệ. Nó đã giúp đặt dấu chấm hết cho sự lạc lối của tôi. Có thể lạc lối cũng là một phúc lành. Khi bạn lạc lối hay nghĩ đến sự tự do được lựa chọn mà mình được bạn cho rồi viết ra những điểm cộng và điểm trừ, từ đó dựa trên sự nặng nhẹ vấn đề mà đưa ra quyết định. Tuổi già là món quà của tạo hóa, tỉnh táo khi nhìn nhận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có những thứ mình ít nhận được. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có những thứ mình ít nhận thức được. Dạo gần đây, dù thích hay không, tôi vẫn bị bắt buộc phải nhìn nhận nó, chính là tuổi già. Cho đến tận bây giờ, khi đứng trên bục giảng, dù cho tôi đã có kinh nghiệm làm quản lý, đến khi bước vào tuổi 85, ý nghĩ sâu xa của tôi vẫn là những điều mà thời trẻ dù có khó khăn thế nào mình cũng làm được, giờ đây đã không thể làm nổi rồi. Tôi luôn thấm nhuần mệnh lệnh của Chúa nói với Peru sau khi người phục sinh. Khi các con còn trẻ, có thể buộc cho chặt thắt lưng bụng mình và đi những nơi các con muốn đến. Tuy nhiên, khi các con lớn tuổi hơn phải biết giang tay ra, buộc thắt lưng cho người khác và theo họ đi đến những nơi các con không muốn. Quả thật là như vậy, khi bạn thấy quá khó khăn để buộc dây dài của mình ở bờ sông, bạn sẽ nhận thấy mình đang tìm kiếm một cái thang máy hay thang cuốn trước thềm bậc thang đi bộ. Dù gì đi chăng nữa, chẳng thể nào làm hài lòng được tham vọng của một con người. Khi còn trẻ, chỉ cần có thời gian là nghĩ muốn làm hết thứ này tới thứ kia. Dù thế nhưng kể cả khi có thời gian rồi, bạn chợt nhận ra mình chưa kịp lo những việc mình quan tâm, thì tuổi già đã đến ấp tới. Những bộ phận đã qua 285, những bộ phận đã qua hơn 85 năm sử dụng thường xuyên nên đương nhiên sập sệ mất mấy phần. Dù trong đầu tôi hiểu được rằng điều đó, nhưng để chấp nhận con người yếu đuối của mình thực chẳng phải là một điều dễ dàng. Người từng nhậm chức hiệu trưởng của trường đại học Sophia, Jaco Harris đã từng viết trong một bài thơ kỹ thuật đối tối thượng cảm nhận của ông về tuổi già như thế này: thay vì làm việc cho người, hãy khiêm tốn mà chăm sóc cho người để có thể về quê hưởng bình yên yêu dấu, xóa đi xiềng xích trói buộc chúng ta với thế giới này. Theo cách này, khi bạn nhận thức được mình đã già, con người còn không thể trở nên khiêm tốn bằng sự ôn nhu trong tâm tưởng. Bản thân tôi vẫn chưa đạt được sự toàn thiện trong câu nói tuổi già là ân huệ của tạo hóa. Thế nhưng tôi luôn cầu nguyện đến một thời điểm nào đó, bản thân tôi có thể ngộ ra những nhận thức trong lời dạy ấy. Khi bạn nhận thức được rằng mình đã già, con người sẽ có thể trở nên khiêm tốn bằng sự nhu hòa trong lòng mình. Đừng than thở vì mình đã già, hãy chấp nhận chuyện đó và thức tỉnh bản thân mình hiểu rằng tuổi già là một ân huệ của tạo hóa.